Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Đinh Hương, đồng thời là chuyên gia khám và tư vấn dinh dưỡng. Trong 10 năm qua, tôi đã giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân giải quyết vấn đề sức khỏe. Tôi rất vui và cảm ơn các bạn đã ghé qua kênh YouTube của tôi. Khi bị tiểu đường, có nghĩa là bạn phải nhận thức được mọi thứ mà bạn ăn hoặc uống, biết số lượng carbohydrate mà bạn ăn vào và cách chúng có thể ảnh hưởng đến lượng đường huyết là rất quan trọng. Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ ADA khuyến nghị đồ uống không calo hoặc ít calo vì chúng ngăn chặn sự tăng đường huyết đột biến. Chọn đồ uống phù hợp có thể giúp bạn tránh các tác dụng phụ khó chịu, quản lý các triệu chứng bệnh tiểu đường, duy trì cân nặng hợp lý. Sau đây là những đồ uống nên uống và không nên uống cho bệnh nhân tiểu đường. 5 đồ uống an toàn dành cho bệnh nhân tiểu đường. Thứ nhất, nước. Nước là lựa chọn tốt nhất cho những người mắc bệnh tiểu đường bởi vì nó sẽ không làm tăng lượng đường huyết. Lượng đường huyết cao có thể gây mất nước. Uống đủ nước giúp cơ thể loại bỏ đường dư thừa qua nước tiểu. Viện Y học khuyến nghị nam giới uống khoảng 3 lít nước mỗi ngày, phụ nữ uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Nếu uống nước không hấp dẫn bạn, hãy tạo ra sự đa dạng bằng cách thêm lát chanh hoặc cam, thêm các nhánh của các loài thảo mộc có hương vị, chẳng hạn như bạc hà, húng quế hoặc tía tô. Nghiền một vài quả mâm xôi tươi hoặc đông lạnh vào đồ uống của bạn. 2. Trà. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của bạn. Trà xanh có thể giúp giảm huyết áp và giảm mức cholesterol xấu, NDN. Một số nghiên cứu cho thấy rằng uống 6 cốc trà xanh khoảng 1,42 lít mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm. Cho dù bạn chọn là trà xanh, trà đen hay trà thảo mộc, nên tránh những loại có thêm đường. 3. Cà phê. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy uống cà phê có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mức độ rủi ro thậm chí còn thấp hơn đối với những người uống từ 2 đến 3 cốc cà phê mỗi ngày. Điều này cũng đúng đối với những người uống 4 cốc cà phê trở lên trong ngày. Điều này áp dụng đối với cà phê có caffeine hoặc không có caffeine. Giống như trà, điều quan trọng là cà phê không bị ngọt. Thêm sữa, kem hoặc đường vào cà phê có thể làm tăng tổng lượng calo và có thể ảnh hưởng đến đường huyết. 4. Nước ép rau củ. Trong khi hầu hết 100% nước ép trái cây là 100% đường, bạn có thể thử nước ép cà chua hoặc nước ép rau. Tự làm hỗn hợp rau lá xanh, cần tây hoặc dưa chuột với một ít quả mọng để cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất. Hãy nhớ tính lượng carbohydrate có trong các quả mọng vì nó như một phần của tổng lượng carbohydrate của bạn trong ngày. Nước ép rau củ nên uống lượng vừa phải. 5. Sữa ít béo. Các sản phẩm từ sữa nên được đưa vào chế độ ăn uống của bạn mỗi ngày. Sữa ít béo là một lựa chọn bổ dưỡng. Chúng chứa các vitamin và các khoáng chất quan trọng. Các lựa chọn từ sữa cũng không được coi là đồ uống ít đường vì nó có chứa đường sữa tự nhiên, lactose. Vì vậy, đồ uống này phải được xem xét trong tổng lượng carbohydrate cho phép trong ngày của bạn. Luôn chọn các loại sữa không đường, ít béo hoặc tách béo mà bạn ưa thích. Bạn nên giới hạn cho mình từ 2 đến 3 ly mỗi ngày, mỗi ly khoảng 250ml. Lưu ý rằng sữa đậu nành và sữa gạo có chứa carbohydrate, vì vậy hãy kiểm tra nhãn. 3 đồ uống tệ nhất mà bệnh nhân tiểu đường nên tránh. Bệnh nhân tiểu đường tránh đồ uống có đường bất cứ khi nào có thể. Chúng không chỉ làm tăng đường huyết mà còn có thể chiếm một phần đáng kể lượng calo khuyến nghị hàng ngày. Đồ uống có đường có ít giá trị dinh dưỡng. Sau đây là 3 đồ uống tệ nhất mà bệnh nhân tiểu đường nên tránh. 1. Soda thông thường. Soda chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách đồ uống nên tránh. Trung bình một lon có một lượng lớn khoảng 40g carbohydrate và 150kcal. Những đồ uống có đường này cũng có liên quan đến việc tăng cân và sâu răng. Vì vậy tốt nhất những bệnh nhân tiểu đường nên tránh chúng. Thay vào đó hãy uống nước hoặc trà pha trái cây không đường.
2. Nước tăng lực. Nước tăng lực có thể chứa nhiều caffeine và carbohydrate. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước tăng lực không chỉ làm tăng đường huyết mà còn có thể gây kháng insulin. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Quá nhiều caffeine có thể gây lo lắng, tăng huyết áp, dẫn đến mất ngủ. Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. 3. Nước ép trái cây có đường hoặc không đường. Mặc dù nước ép trái cây 100% là tốt ở mức độ vừa phải, nhưng tất cả các loại nước ép trái cây đều cung cấp một lượng lớn carbohydrate vào chế độ ăn uống hàng ngày và là đường tự nhiên. Sự kết hợp này có thể làm mất ổn định đường huyết và làm tăng nguy cơ tăng cân. Đồ uống có hương vị trái cây có thể chứa nhiều đường như một loại soda nhiều calo. Nếu có cảm giác thèm nước trái cây mà vẫn không giảm được cảm giác, hãy chọn loại trái cây nguyên chất 100%, không chứa thêm đường và uống lượng vừa phải. Hãy giới hạn khẩu phần nước ép trái cây ở mức 120ml. Điều này sẽ làm giảm đường xuống còn 15g. Hãy thận trọng với hai đồ uống sau đây. 1. Soda ăn kiêng. Năm 2014, một nghiên cứu trên động vật ở chuột cho thấy rằng chất làm ngọt nhân tạo, chẳng hạn như chất có trong soda ăn kiêng, đã bị cáo buộc là ảnh hưởng tiêu cực đến vi khuẩn trong ruột. Các nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng điều này có thể làm tăng kháng insulin, có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu năm 2009 đã liên hệ việc tăng lượng soda ăn kiêng với nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, bao gồm huyết áp cao, mức cholesterol huyết cao, lượng triglyceride huyết cao, đường huyết cao, tăng cân. Hầu hết với những người sống chung với bệnh tiểu đường, nước ngọt không đường an toàn ở mức độ vừa phải. 2. Đồ uống có cồn. Nếu bạn bị cao huyết áp hoặc tổn thương dây thần kinh do bệnh tiểu đường, uống rượu có thể làm trầm trọng thêm những tình trạng này. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định xem đồ uống có cồn có an toàn cho bạn hay không. Rượu có thể làm giảm đường huyết trong vài giờ tiếp theo sau khi uống. Điều này đặc biệt quan trọng với những người dùng insulin hoặc các thuốc khác vì có thể gây hạ đường huyết hoặc đường huyết trong máu rất thấp. Một số loại rượu chưng cất thường được trộn với nước ngọt hoặc nước trái cây chứa đường có thể làm tăng đường huyết. Một nghiên cứu năm 2012 phát hiện ra rằng những người đàn ông uống đồ uống có cồn tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên, kết quả đối với phụ nữ thì khác, tùy thuộc vào mức tiêu thụ. Uống nhiều rượu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiền tiểu đường hoặc tiểu đường type 2, trong khi uống rượu vừa phải có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Một số nghiên cứu đã chỉ ra tác dụng có lợi của rượu vang đỏ đối với bệnh tiểu đường, mặc dù bằng chứng vẫn chưa chắc chắn. Nếu bạn định uống đồ uống có cồn, rượu vang đỏ có thể là một lựa chọn tốt vì nó có một số đặc tính chống oxy hóa và có thể có hàm lượng carbohydrate thấp hơn so với các loại rượu khác. Các loại rượu có vị ngọt, có nhiều đường hơn. Uống rượu vang đỏ vừa phải như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, không tăng cân và không tăng bất kỳ tác dụng chuyển hóa có hại nào ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Các hướng dẫn khuyến cáo rằng những người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế uống 1 ly hoặc ít hơn mỗi ngày đối với phụ nữ và 2 ly trở xuống đối với nam giới. 1 ly là 150ml rượu vang hoặc 40ml rượu mạnh chưng cất hoặc 360ml bia. Tóm lại, khi chọn đồ uống, chọn nước bất kỳ khi nào có thể. Trà không đường và tất cả đồ uống không đường cũng là những lựa chọn tốt. Nước trái cây tự nhiên và sữa tách béo thường tốt ở mức độ vừa phải. Nếu thèm một chút vị ngọt trong đồ uống, hãy thử thêm thảo mộc thơm hoặc lát trái cây có múi hoặc một vài quả mọng nghiền lát. Các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào hình quả chuông. Bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video khi tôi xuất bản video mới. Các bạn hãy like và chia sẻ video vì tôi biết rằng sẽ có rất nhiều người cần video này. Nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì, các bạn hãy để lại bình luận phía dưới hoặc nhắn tin qua page Facebook Dinh dưỡng cá thể với username a+dinh dưỡng cá thể, hoặc các bạn có thể nhắn tin với tôi qua Gmail
dinh dưỡng cá thể a@gmail.com, hoặc các bạn có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua số điện thoại 0977 382 196. Cảm ơn các bạn thật nhiều.